Đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng phối hợp với công an phường Hòa Minh vừa tiến hành kiểm tra kho hàng tại địa chỉ 31 Lương Trúc Đầm, phát hiện hàng ngàn sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Kho hàng do Võ Thị Yên 27 tuổi trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu và Phan Thị Phương Dung 32 tuổi trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê làm chủ, phát hiện hơn 1.300 sản phẩm hàng hóa ngoại nhập, gồm các loại quần áo và mỹ phẩm. Qua làm việc, chủ kho hàng thừa nhận đây là hàng hóa mua về để kinh doanh thông qua hình thức mua bán trên mạng xã hội và các trang thương mại điện tử, tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Thiên đội cảnh sát kinh tế môi trường công an của Liên Chiểu đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm tại kho hàng để xác minh và xử lý theo quy định.